nơi ở phía này hà ba đầm mấy bà ông miên chạy rạy bầy tì mùi cứ bút thật thạ chạy rạy ca phụ bật sang ở phía này hà ba đầm mấy cứ đầm bấy ban trắc đấng chư phụ bật nâng ạ nâng chạy rạy tì mùi bút thật thạ chạy rạy ca sang nơi ở phía đi hà ba đầm mây em xem nó cứ đầm bấy ban trắc đấng chia bờ bột tí pí cứ nhiệt tập hạ trả rồi già ca co sang nơi ở phía đi hà ba đầm bấy bờ ông nâng trắc đằng rồi tới bờ ông trung pro đào bờ pu nhiệt nhiệt đại rùm đầm nơi nông sông xa rồi vật đôi chuyện liên tâm pê giờ sau thề ri ព្រះមេត្តាព្រះបិតារាហុលនិងអ្នកណាអ្នកណាដែលធ្លាប់រួមប្រសពជាភារយាស្វាមីជាបុត្រត្រាបុត្រីជាមេត្តាបិតាក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គទ្រង់ប្រោះនឹងទី2ទី3នោះគឺលោកកថាចារ្យការប្រព្រឹត្តការសាង អភិនិហាបារមីរបស់ព្រះជិនស្រីនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រោះដល់សត្វលោកប្រោះដល់សត្វលោកញាតិញោមខណៈពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គតែងតែមានការសម្លឹងមើលនៅឧបនិស្ស័យរបស់សត្វគឺណាព្រះអង្គតែងតែសម្លឹងមើលចំពោះឧបនិស្ស័យរបស់សត្វណាហើយបើសត្វណាមានឧបនិស្ស័យ គួរនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រោះបានគឺព្រះអង្គប្រោះព្រះអង្គប្រោះហើយនៅក្នុងការប្រោះតាមរយៈធម្មទេសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះបើទោះជាអ្នកនោះនៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាច្រើនយោជប៉ុណ្ណាក៏ព្រះអង្គទៅដែរហើយមិនច្រើនទេញាតិញោមឧទាហរណ៍ថាព្រះអង្គ សម្លឹងមើលទៅឃើញថាមានម្នាក់មានតាម្នាក់នៅឆ្ងាយហើយនៅកន្លែងនោះមនុស្សច្រើនណាស់តែមានតែម្នាក់គាត់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ដឹងថាពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពធនោះមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកនៅនឹងហើយស្ដាប់បានតែម្នាក់ក៏ព្រះអង្គទៅដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងយើងមើលរបៀបនៃការ ប្រោះសត្វលោករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់មានប្រកាន់ពីព្រោះអីពីព្រោះព្រះអង្គអស់កិលេសហើយដំណើរនៃធម្មទេសនារបស់ព្រះអង្គអត់មានសម្លឹងឃើញអាមិសទេអត់មានដើម្បីសម្លឹងឃើញលៀបសក្ការៈទេហ្នឹងហើយនេះក៏ជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យធម្មកថាទាំងឡាយហ្នឹងមើលដែរមិន តើតែបនបច្ច័យ4បានទៅទេបនខ្មោចមិនទៅទេមែនទេណាមានចៅអតិកាខ្លះបនបច្ច័យ4ខ្លួនឯងបនខ្មោចឲ្យកូនណេនតើហ៊ូអាណាបនធំអញអាណាបនខ្មោចឯង វាមានញាតិញោមចៅវត្តការខ្លះប៉ិនតែមានចៅវត្តខិលិយើងនេះទេហើយក៏មានចៅវត្តជ្រួយស្ដៅដែរអ្ហ៎ជ្រួយម្ទេសដែរណាហ្នឹងហើយណាហ្នឹងហើយគឺយើងមើលដំណើរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រោះសត្វលោកហ្នឹងប្រោះពិតៗយ៉ាងតែមកញាតិញោម นั่นก็มันแม่นแต่ละโอเคหมอมวนนั่งสู่สั่นบ่นนั่งถมหรือโตญมถมอ๋อบ่ถมธรรมดาเติบถ้าโตยเด้ธรรมะระวลญมอดบานเติบเด้มันจังไงน่ะคือชีจํานวนมุ่ยได้กูแต่ธรรมกถึกทั้งหลายนั้นมือกลายนั้นสําคัญนะที่พระองค์เอ้ธรรมกถึกสับថ្ងៃสบู่ ហើយកន្លងមកនឹងចេះតែលឺមាត់លឺក៏ពីញាតិញោមញាតិញោមខ្លះ
cắt nị môn mên tên tới bọn khá cắt cắt tục bi chân nằm môn của mình nhận nhận bọn khá mà chân nằm môn nè hay chuồn cà nâng chong nị môn lục tê hay đào tư nị môn hơi rồi hốt đào tư tù hơi nè miền đệ na riêng sẩn nằm mồm buồn trong ngày giờ mùi khnề nứng tư à kẹp xe mặt tử anh đệ nị môn muốn ăn bàn nâng anh nứng coi chưa chụm đọt mũi đầy dưng kịch này thà tới ca sầm đai thu bỏ dưng nứng đầm bầy ì ba đầm bầy tới ẩm mi đầm bầy tới liệp sạc cà rã đầm bầy tới kê mua kết tới vô mục mắt bản năng tế mạch tàu tê tê mẹ nói nhận nhóm thì pro ca sầm đai thu cứ vừa bật tới đầm bầy ao nhẹ sạp nứng bán bởi giàu hãy bởi giàu này ca sạp thu nu cứ đầm bầy cầm chặt băng nơi lô phe tô xạ màu hạ nâng chân ban sung ao nhiệt nhôm ban triệt thà ba kệ lê robot sạt lô prisma samput ai đọ bàn ai cầm chặt trao loại dương bán mà lấy xong bọn đọ hài nâng tại bọn đọ mình bàn thế bị pru ca sang ca thơ ní về chìa rương robot sạt lô cứ nãy về chìa rương robot sạt lô nâng bàn tay bờ miên ụp bạ này say nông thố miên ụp bạ này say nông mẹ phật cứ prasama samput bờ ăn sầm đai bờ thố pro nẹt nô bờ tu chẹt nẹt nô nơi ngài bận ná nẹt nô nơi tì ná có bờ ăn trung sa đại dương tàu đài nâng số bảo nhiệt nhôm phật bà là sát chương bàn sắc xa cả lại nâng tới bàn dương đăng tha bờ ăn miên côn cai lê nà và ông bên con đại dương cài lên bên tên cứ nè bên tay xây cái đây bịch để tham lực lang thà mình ai lẽ bằng bàn đi vì miên tiếng lõ miên tiếng ngặt cọ nè ngờ có bên tay xây cái đây bịch để lõ cứ về chuyện riêng này dương mình ai nâng bình thoi rư co bình chốc nay ẩm pơ lọ nâng bàn đề cơ nè hãy xây cái đây lọ này nhận nhầm miên tùm hôm đai mình ai kết là nịa bàn nè tùm hôm nay xây cái đây lọ hãy bên dưới bị khăn tờ vinh khăn thăm ở chết xây xây khăn ca khăn vây vây nà nà cứ tay tay tam bản đạo này chọn khăn nắng đó vì vì chia tay tam bản đạo này chọn bàn tay khăn này thì đây là on đi cứ bị chia chọn còn miền khăn đời này bản đạo chọn còn miền khăn đời này gần này ri ai âm bơ cọ sẽ cái đây là cọ nâng có viên miên khăn bạch chả cho đại nhận nhầm bạch chả sẽ cái đây là cọ đại dương bàn phương chân bàn ca đại dương sạc xa ở khơi pi chùm nội nay sẽ cái đây là o nâng là cọ dương thuê ca priệp thiệt dương thuê ca thăng thay thà tớ âm bơ là o nâng là cọ nốt tớ âm bơ na mũi đại dương trâu tệ thừa hay âm bơ na mũi đại dương trâu tệ lẽ bằng nè ca để prasama samput sầm đai nơi bệ thù nâng cứ đầm bay ao sạt lộ nút tre ri bị cha ra na chẳng hay bậc hơi thà âm bơ lọ lọ na lọ lọ nè người hay chẳng đại nhiệt nhôm nè sạp thù nâng co sờ bài chật bình chật nè người mình men đôi nè để ắt chia đẹp là tê nè ắt chia đẹp là cái thôn nhiệt nhộm lục tê sàn chân cái thôn na bà đã thùng ba rom đôi sờ bài chiêng đã cả ra ok đã ấy chieng đâu về sờ bài chật chieng anh nói về khó khăn này chăng à phổ phê này mà nó gần tới chân máu dần đăng thao về miên rồi biết khó khăn này
chương ban lục ta chân can cả tay lực làng thả si mì chu tức bà học cung kỳ loan mật ngành sẽ đạp thua nụ vinh mình lưu ngành sao chai lưu thư tiên miên tập phê khai ơ trong tình này tình nấu ơ bà mang kỳ ơ tử trong mà kết bì kết ơ bà ná kỳ ơ tử kê mình khoa tại bà thư bân sẽ đạp thua lục tê ấy nâng đôi lòng bạ chẳng đấy đôi lòng bạ bà tư rương ấy xem đôi chỉ rương chạy cho nào chạy của tôi lê ấy nâng kê ớt khóa là nhận nhầm chạy mà bọn bát bì bọn bát bà ớt trâu ngặt ở chế tại cho mơ trâu tờ mà mơn bì mơn khám ai là bay bênh phùm chẳng ạ bánh tài rương bật nâng về lê ớt bán nhận nhầm lê ớt bán bì bố rương nâng có vị trí rương bật này nè chịt ở mòn đấy thằng mà nơi tập ram này tì tiền nè cái này sầm đai rương rương rồi bỏ bày giang đại lệ băng mình ba nữa nè nhận nhầm hay đôi rương put sát na dương đại dương cua kết từng ở kia nhận nhầm trong ai vừa put sát na đi chum ra nè nhận nhầm nè trong ai vừa put sát na đi chum ra cắt ta để nằm ở Phật Sa Sơn Ari chấm ra ở miền Pram Yang nhận nhầm nòng sơ tần đã bị đọt nốt bia sám ba sám Phật và ông trung sám đại tìm mũi bỏ ra sát từng buồn nốt trở tại sáp bể thua đau sệt đây cả rộp này tìm mũi nhận nhầm tìm pí bỏ ra sát từng buồn bị khâu này là ở hai nơi từ sám này bà sợ bà sĩ ca nâng ánh trừ tại riêng bà thua nâng đau sẽ cái đây cổ rụp tì bây bút đà bà rà sát chẳng buồn nô trừ tại trụ truông nâng bà thua đau sẽ cái đây cổ rụp tì buồn bút đà bà rà sát chẳng buồn chùm bú ngô miên bị khổ xa mà nay u bà sợ bà sĩ ca nô trừ tại trẻ rì bị cha ra nơi bệ thù nâng đau sẽ cái đây cổ rộp hay tì pram phút ở bò rà sát rưu cổ bò rà sát tầng bốn trâu tay pro tệ bạch nơi bệ thù nâng đau sẽ cái đây cổ rộp nế chìa côl cà chìa cạp tà để thư áo của phút sát sát đi chùm ràn hay bà nhiệt nhung thư ban tầng pram chùm đôi nì hái bà Phật Sát Sát Rì Chùm Ràng hà nhận nhầm. Bà tôi chỉ dương mình chăm bạch sâu thà xôm aoi bà Phật Thế Sát Sát Rung Rương Chùm Ràng xôm aoi bà Phật Thế Sát 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 Tu Tư Pinh Sà Con Lục xôm aoi lục tầng mù ban bà Cọp Đôi Sân Tị Phiếp bà Sạc Chịa Môn Ni Sam Phật Trung Trà Tha nát thệ san tệ bà răng sọc khăn bộ miên sạch đầy sọc đầy tây na sma đau sạch đầy sạch ngọp lời dương mình chăm bạch sốt có bàn áo thị dương thư tám đôi mà lực là ơn trăm chùm nội kháng lời nâng cứ bà bút tờ sát sản ri chùm ràng hỏi tôi tử vịnh bà sân bà bút tờ bà rà sát thư bình chra nơi cạch ta tầng trăm giang đôi bàn lực hàng đàm nâng ព្រះពុទ្ធសាសនាវិញ្ញាសាបសូន្យទៅវិញហើយទី1ដែលធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាវិញ្ញាសទៅវិញគឺពុទ្ធបរិស័ទនោះមិនស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពដាក់មិនមកគឺជាប់ហ្មងញាតិញោមទី2មិនរៀនធម៌ដោយសេចក្តីគោរពទី3មិនត្រូវត្រង់ធម៌ដោយសេចក្តីគោរពទី4មិនពិចារណាធម៌ដោយសេចក្តីគោរពទី5មិនប្រតិបត្តិធម៌ដោយសេចក្តីគោរពកត្តាទាំង5យ៉ាងនេះហើយ ដែលធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាវិនាសដែលធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាសាបសូន្យ ហើយសូមញាតិញោមជ្រាបថាព្រះពុទ្ធសាសនាគ្មានសាសនាណាមកធ្វើឲ្យថោកទេ បើមិនអ្នករាប់អានពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យថោក តាបានទេញោម